PEGI 3. Xin chào mọi người quay trở lại với cả PC Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái tựa game đua xe khá là thú vị, có tên đó là Rider 2, được chưa nào? Thì để download tựa game này, các bạn hãy nhìn xuống phần mô tả bên dưới video, mình có để hai link download, đó là link game và link deck, có deck các bạn. Các bạn hãy download cả hai về và sẽ ra nhá. Và cái game này thì khá là nặng đấy, nhẹ nhàng lắm đâu. Đó là 26GB nha các bạn. Thì sau khi đó là về giải nén ra thì các bạn hãy mở file game lên trước nhá. Coder Rider Deck. Codec Rider nhầm các bạn. Được rồi, chạy file setup nhé các bạn. Sau đó thì các bạn ấn vào browser ở đây, chọn vị trí mà các bạn muốn lưu cái tựa game đó là Rider 2 này. Mình thì luôn luôn là mặc định ở OD ở game đúng không nào. Sau đó thì mình sẽ bỏ chọn Create Start New Bundle, sau đó thì install. Vì cái game nặng đến 27GB, 26GB đúng không nào, cho nên quá trình cài đặt đương nhiên rồi, rất là lâu. Thì mình sẽ tua qua đi nhá. Được rồi, sau khi đã xong thì các bạn ấn vào Finish nhá. Được rồi, chúng ta sẽ quay lại file Crack. Ở đây copy những cái này lại. Rồi tới nơi chúng ta đã cài đặt Rider 2. Đó là thôi, đúng không nào. Công việc có thể nó là quá đơn giản. Nhớ replay the file nhá. Rồi bây giờ chúng ta có thể vào game vào rồi. Mình sẽ vào thử xem. Cái chỗ game mua xe. Cái gì đây. Tất cả là setting ngay từ bên ngoài đó các bạn ạ. Ở đây thì đầu tiên sẽ là ngôn ngữ, đó là tiếng Anh thôi nhá các bạn. Video setting. Xem nào. Đây đi. Đấy. Đâu rồi. On rest. Không bật chế độ cửa sổ. Disable version. Config graphic. High quality, high resolution. Hai luôn. Audio setting. Hai luôn. Sau đó thì play. Rider 2. Cái game này thì gần như là chả có tên tuổi gì trong cái làng game đua xe thế giới cả. Chỉ biết là trong game này chúng ta sẽ được căng vậy. Chỉ biết là trong game này chúng ta sẽ được đua những loại xe mô tô phân khối lớn nữa các bạn ạ. Về dòng đua xe thì cái thể loại mình sẽ bật nhỏ một chút nữa. Về cái dòng đua xe mô tô này thì cái thể loại MotoGP là cái dòng game có thể nói là nổi tiếng nhất. Còn đua ô tô ấy thì các bạn có thể biết tới đó là Horizon với cả Need for Speed M1 nữa. Motorbikes are not just objects, but adventure and emotions, a life. Thiết kế nhân vật các bạn ạ. Có thể chọn nam hoặc nữ, chọn nam đi. Show name. Zimbabwe, USA,
Ukraine. Có Việt Nam không nhỉ? Không có rồi. ST. Không có V luôn. U rồi. T trong A U luôn, không có V, không là không có Việt Nam rồi. Rồi, mình chọn work. Skin color. Mắt kiểu mấy anh Hàn Quốc rồi. Rồi kiểu này đi. Rest. Tạo nhân vật khá đơn giản và dễ dàng. Xe nhìn có vẻ không được đẹp lắm nhỉ. Đây đằng sau trông thì chất nhưng mà đằng trước trông chối quá. F1 là buy in 4. Yamaha EZF R1. There's no point waiting any longer. This race in the Greek hills will. Buy setting. Ray option. Điều chỉnh đường đua. Mình sẽ quan tâm tới cái phần đó là đua bằng nút nào trước á. Set to default. Gear nữa à? Gear là cái gì vậy? Các đội đua. Chúng ta sẽ đua cho đội Yamaha các bạn ạ. Với chiếc đó là EZF R1. Vị trí xuất phát là thứ 8. Đây, chúng ta đây. Mình sẽ vào phần game option nữa nhé các bạn. Xem đua bằng nút gì đã. Ngắm ạ. Tôi chỉ thấy sáng ở đây, đẹp pháp. Hả? Đua bằng nút nào đấy? Đồ heo? Không có giới thiệu à? Really? À, nó hướng dẫn này. SC, F5, F6. Ấn nút nào cho chạy à? The fuck? Mình có bật hot cây đâu nhỉ? À đây, có bật đây. Ơ, à, sao đua các bạn ơi? Ấn V kép rồi, nó chạy đâu? What the fuck? Các bạn đợi một chút nhé. Không hề thấy cái gọi là setting control ở đây.
What the fuck? Anh ở trong đây à? Hả? Đi đâu đó? Đó không mình không thấy luôn. Chẳng thấy Rider 2 đâu cả. The hell? Set đi. Các bạn đều chưa nhá? Rider 2 Control Setting. Cái gì cơ? Bọn này nó đã xài cái tay cầm rồi. Xem nào. Có cái video này, coi thử. Đây là game khác mà. Control. Cái này thì phải mua bản quyền này. Rồi, Rider 2 Keyboard Control. Được đất đâu nhỉ? Mình thử lại một lần nữa các bạn ạ. Khó mà để tìm được những cái trang nói là hướng chi tiết chúng ta. Mình sẽ bật sang cái chế độ cửa sổ các bạn ạ. Rồi. Ở đâu nhỉ? Ở đây. Khó chịu nhỉ. Dùng tay cầm cho cái lần đua đầu tiên của họ.
Ấn phím A các bạn ạ. What the fuck. Quái ca trưởng. A à, phải V kép các bạn nhá. Ấn phím A nhá để xe tăng tốc nhá. À, chạm nhẹ một cái là bay ra ngoài rào thôi. Ấn Z để phanh. Ui, đua cái này khó nhỉ. À, what the fuck. Thề chứ. À, A Z lùi. Phanh đứng lúc nào nhỉ? Ui, cái trò đua khó quá nhỉ? Nút thì không có hướng dẫn ngay từ đầu. Sau đó lại vào game nó thỉnh thoảng nó mới thòi ra vài lúc nào đó hướng dẫn. Ôi giời. Mà chạm một cái là bay luôn. Vãi cả game. Bảo sao cái game của nợ này nó không nổi tiếng. Cơ chế support cũng như là cơ chế đua của nó Sida vãi trưởng rồi. Ui dồi ôi dẹp vãi cả lúa. Rồi, mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download cái game củ chuối Rider 2. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Thời điểm hiện tại thì mình đã giới thiệu với các bạn cái series game Totem War cũng như là một cái game sinh tồn rất là hay Frostpunk. Các bạn có thể download về và chơi thử nhá. Còn Rider 2 thì get the fuck out bitch. Ok, tạm biệt các bạn nhé.